Chào các bé, hôm nay chị Âm Xanh sẽ cùng các bé tìm hiểu về màu sắc nhé. Let's go! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về màu vàng. Màu vàng. Ông mặt trời có màu vàng. Hoa hướng dương có màu vàng. Quả chanh có màu vàng. Con vịt có màu vàng. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về màu hồng. Màu hồng. Con lợn có màu hồng. Bánh donut có màu hồng. Chim hồng hạc có màu hồng. Bé cùng tìm hiểu về màu tím. Màu tím. Quả cà tím có màu tím. Quả nho có màu tím. Bút vẽ có màu tím. Bé cùng tìm hiểu về màu đỏ. Màu đỏ. Ông già Noel mặc trang phục màu đỏ. Quả táo có màu đỏ. Quả dâu tây có màu đỏ. Quả ớt chuông có màu đỏ. Con cua có màu đỏ. Bé cùng tìm hiểu về màu xanh lá. Màu xanh lá. Con ếch có màu xanh lá. Con sâu có màu xanh lá. Con rùa có màu xanh lá. Bé cùng tìm hiểu về màu xanh da trời. Màu xanh da trời. Nước biển có màu xanh da trời. Cá voi xanh có màu xanh da trời. Bầu trời có màu xanh da trời. Bé cùng tìm hiểu về màu cam. Màu cam. Quả cam có màu cam. Bí ngô có màu cam. Củ cà rốt có màu cam. Bé cùng tìm hiểu về màu đen. Màu đen. Con quạ có màu đen. Con mèo đen có màu đen. Bé cùng tìm hiểu về màu nâu. Màu nâu. Con sóc nâu có màu nâu. Con gấu nâu có màu nâu. Bé cùng tìm hiểu về màu xám. Màu xám. Con chuột có màu xám. Con lừa có màu xám. Con dơi có màu xám. Bé cùng tìm hiểu về màu trắng. Màu trắng. Chim bồ câu có màu trắng. Gấu bắc cực có màu trắng. Màu sắc khi phối hợp với nhau sẽ tạo ra màu của cầu vồng. Thật thú vị phải không các bé? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Ong Xanh chào tạm biệt các bé nha.